trong khi vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI của cả nước trong 5 tháng đầu năm nay tăng mạnh thì tại thành phố Hồ Chí Minh lại có chiều hướng ngược lại. Theo báo cáo của Cục thống kê thành phố Hồ Chí Minh, tính từ đầu năm đến nay, thành phố Hồ Chí Minh chỉ thu hút được khoảng 647 triệu đô la Mỹ vốn FDI đầu tư mới và điều chỉnh tăng vốn, giảm hơn 407 triệu đô la Mỹ so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là một bước lùi đáng kể của thành phố, vì cùng thời gian này, cả nước thu hút được đến 10,16 tỷ đô la Mỹ vốn FDI, tăng đến 136,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Một điểm đáng lưu ý là trong số 36 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án FDI mới vào thành phố, trong 5 tháng đầu năm nay, thì quần đảo Cayman thuộc nước Anh có 4 dự án với tổng vốn cam kết đạt 230,5 triệu đô la Mỹ, chiếm 47,9% vốn đầu tư cam kết mới. Trong khi đó, những quốc gia có nguồn vốn đầu tư mạnh trong những năm qua như là Nhật, Mỹ hay Singapore thì có vốn thấp hơn nhiều. Dù vậy, theo cơ quan thống kê, thu hút nguồn vốn FDI trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh như trên là khá phù hợp với định hướng đề ra.